इधर देखो ना तुम भी, इधर भी देख लो थोड़ा सा। पहले पहले वो ऐसे ऐसे सुनो लाइक दिस, अरे क्लॉक वाइज। हाँ धीरे से लगाना, धीरे से। चलो तू अंदर आ जाना, धीरे से, जोर से नहीं, धीरे से। ये जस्ट बोले धीरे से लगाना, पुश धीरे से। या या, यू नीड टू पुश, यू नीड टू पुश, यू नीड टू पुश। 1 मिनट, 1 मिनट। हां थैंक यू। ओ सुजान शी इज वन ऑफ रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, मेरे को प्लेट मेरे को पकड़ाओ ना। वेलकम होम, वेलकम होम। यस यस, नाउ यू हैव, I have to push it down. Yeah, yes, yes. Slowly, slowly, slowly. Only you. Yeah, push it down. Yes. Push. Yay! Yay! Now you can come. Yeah. Oh, no, no. Ajo, 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 ajo. I think almost how many months? 8 months. Yeah. Yeah, 8 months from the wedding. सब आ गए, मैं भी आ जाऊं, आ रहा हूं, लो ना, आ रहा हूं ना, अरे आ ही रहूंगा, सब सब आ रहे हैं ना। Kính thưa tất cả mọi người, đây là gia đình chồng của Trâm. Yeah, mọi người say hi. Đây là chị chồng. Đây là con của chị chồng, đây là mẹ chồng. Cái này là chồng chồng. Cái này là chồng thôi. Cháu, đây là anh. Xin chào mọi người. Hello. Cái này là friend. Cái này là you can send for good luck and welcoming home. Mỗi lần mà mình đi về nhà là được welcome bằng cái này nè, xong rồi mình sẽ đạp cái mình sẽ đạp cái chậu mà để gạo để đi vô, xong rồi có hoa nữa. Yeah. Đó. Đây là cái mâm để cầu nguyện nè, welcome home nè. Đây là truyền thống của người Ấn, là mỗi lần mà đi vô nhà sau một chuyến đi dài là có hoa. Có này, có cái dấu này nữa. Mega nam chấm hề áp xe mi lư kê a chà là नहीं मॉम हैप्पी मॉम। ओ आई हैव दिस स्टिक, इट्स मैजिकल स्टिक। Nuri, 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 cả nhà đang rất là vui, tại vì là Trâm với Vikas, Trâm lần đầu tiên về nhà, cho nên mọi người đang rất là vui, chụp hình. Dạ. You need to give it to her. I need to take all the activity here. Okay. How can I say gift? She understands. बोलो ये आपके लिए, आपके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए है। नहीं नहीं, दे दी। Jump, give some from my side please. Okay. This is for good luck. This is for good luck. Cô này là người giúp việc lâu năm của gia đình nhà Vika.
Các bạn thân mến, nãy giờ chúng ta đã thấy được mọi người ở gia đình chồng chăm như thế nào rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Mình sẽ đi vòng vòng. Mama. Get out. Get out. Đây, đây là cái phòng của Trâm. Đây là phòng ngủ của Trâm. Mẹ đã chuẩn bị cho Trâm một cái phòng ngủ, thay đổi tất cả da giường này nọ kia là chỉ để cho Trâm về đây ngủ thôi. Rất là dễ thương. And everyone studied on this table. Vivek, Vikas, Poonam, all three on this table. Is it? School, college, and yet they used to sit here and do work. Oh, yeah. Oh, đây là chương trình. She'll give you a home tour. Đây là chương trình quảng cáo. Bây giờ mọi người đi theo Trâm nha. That's mom, dad's room. Đây là phòng của mẹ. Phòng của mẹ và bố. Hai con công. Bố thì mất rồi. Bây giờ còn mẹ. Đây là phòng của mẹ. Look this. Trời ơi. Đây là. Oh yeah. Ôi trời. Trời ơi. Đây, cái này mới vui nè, cái này mới vui nè. Đây là ông chồng trong hồi xưa. Đây là anh chồng cho. Trời mặc áo bê quá nè. Đó. Rồi. Còn đây là chồng nè. Chồng hồi trẻ thôi này bao nhiêu? How old is he for this photo? I don't, maybe 20s. 20. 20s. Oh. 20. Đây là chị. Quarantine. Hồi đi học. Đây là anh hồi đi học luôn. Rất là vui. Ôi mọi người cất rất là nhiều hình ảnh ở đây. Đây là gia đình của chị. Đây là gia đình của chị. Đây, cậu này, nhỏ xíu này, bây giờ thành như thế này. Chino, you try to speak, say something in Vietnamese. Chào. Em khỏe không? Em tên gì? Em tên Hitesh. Em bao nhiêu tuổi? I don't know. How old are you? Yeah, okay. This is Kuna. Đây, Kuna này. Chào. Đây là Kuna. Bây giờ là cũng như vậy nè. Rất là Vietnamese. Chua. Xin chào, rất vui được gặp em. Chị. Xin chào, rất vui được gặp em. Yeah, đúng không? Đây là phòng của bố mẹ. Rồi mình đi chơi tiếp. Nào mình cùng đi chơi nhé. Đây là căn bếp. Mẹ, dạ. Mẹ đang nấu trà chai. Chai. Mẹ đang nấu trà sữa. Là cô giúp việc. Đi theo chị. Đây là hơi bù lời. Hơi bù lời. Afresh. Afresh. This is for you. Okay, this is for Trâm and Poonam. Yeah. Oh, this is all the taste. Đây là bếp, đây là. In here, Vivek and Vikas were caught in light while eating something from the boxes. Is... Wow. And this is temple right here. Huh? Temple, right. Đây là giống như cái chỗ thờ của các vị thần đây này. Đấy, đây là chỗ thờ. Còn đây là chỗ để những cái vật dụng cho bếp nút. Đi tiếp, mình đi chơi tiếp. Căn nhà màu đường. Anh khỏe không? Khỏe. Anh vui không? Vui. Chào các bạn, bây giờ là mà mẹ chồng làm bánh nan hả mẹ? Nan đúng không? Chapati hả? Roti. Roti, bánh roti. Đó, mẹ đang nướng bánh roti. Đây là cái bánh truyền thống của Ấn mà hầu như là ai cũng ăn. Nhà nhà người người đều ăn. Giống như mình ăn cơm vậy đó. Hay bánh mì vậy đó.
Mẹ không cho làm gì hết á. Mẹ không cho trong đụng vô gì luôn. Đó, cán bánh. Đây là cái bột. Đây là cái bột làm bánh. Xong rồi mình sẽ lăn tròn lại và cán bánh ra. Sau đó bỏ lên đây nướng. Nướng xong bỏ lên lửa nó sẽ ra bánh kia. Đó. So good mommy G. Đó rất là hay. À, bánh nó sẽ phồng lên luôn. Đó, xuất sắc chưa? Quá đẹp. Đó. Làm liên tục. Muốn đi ở không? Cái này nhúng vào một cái bột rồi mới cán mà. Cái này là chắc chắn là phải rửa sạch tay trước khi làm mà nha mấy bạn nha. Achalaga rất là vui. Có nghĩa là rất là vui. Nên nó nở với cái bánh tiêu nhà mình đó. Chưa. Gobi là cái gì? Gobi là mixed veg. À, gobi là rau trộn, cái như các loại rau, còn cái này là lentil đúng không? Lentil đúng rồi. Đậu năng. Đó. Một nửa thôi. Ok rồi anh ơi. Chồng đang múc ra. Món này là chắc chắn là phải ăn bằng tay rồi. Nó giống như là món bánh xèo của nhà mình á. Nhiều bạn hay kỳ thị đồ ăn Ấn là bóc tay làm này kia là ghê. Chứ mình cũng có những món phải dùng tay để ăn. Mom will eat also? Okay, this is for you. How much? One? Which one? Fish. Okay, one rocket. Đủ rồi, đủ rồi. Đây là rau củ mix lentil. Đó chứ mà. Nà. Mommy! Shop bán bằng tay quá trời luôn. Mua vòng tay để mặc sari cho ngày Tết. Okay. 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 Okay.
Đây là đồ đeo lỗ mũi mà các bạn hay thấy trong những bộ phim. À, đây là những cái vòng để đeo tay. Đó, chúng ta có phải không? Bao nhiêu? Cô này cũng đẹp. Người Ấn đẹp quá. Hello. Namaste. Namaste. Yeah, chị Trông. Đeo thử nha. Vậy bà đeo bia. Đây là cái đồ đeo mũi nè. Mà tại vì cho không có cái lỗ mũi, có cái lỗ bấm cho nên là đeo cái giả vậy nè. Ây à. Đó. Ừ, ra cái ấn chưa? It's beautiful. Beautiful. Yeah. How can I say beautiful in Hindi? Khubsurat. Khubsurat. Yeah. Khubsurat. Yeah. Mua cái này. Cái này đây là cái sister, what is the name of this one? Tika. Cái này gọi là tika. Cái này là đồ exercise, accessory truyền thống của Ấn. À, cái này là truyền thống. On Diwali they can see everything on your body, everywhere. Somewhere tika. Yeah, nói chung là khi mà Tết tới là trên người là cái gì cũng có. Lại là cây treo đồ đúng không? Treo từ đầu tới hết luôn. Tôi thấy bên đây này. It's so big. So big and heavy, I think so. एक पिन दे दो भैया. टिक टैक पिन दे लेके बढ़ा दे. टिक टैक पिन लेके आ जाओ बढ़ा दे बाहर से. ले. हाँ ले कछु लिया बड़ा बड़ा एक बार लेन टैक टिकाना है. Hey. This is right traditional style. This is modern, right? Sister? Yeah. My forehead is too big. I think this is good. No, just wait. This one is looks beautiful than that. Yeah, I also think that. Cái này đẹp hơn nè. Cái này bự hơn nhưng mà đẹp hơn, che cái chán dồ của Trâm. Có hai cách để xài. This is two ways. One and two. Đẹp nè. New style. Everyone is shocked there. How much shopping you are doing? What you are wearing? Cái này là cho bộ khác nha mọi người. Mọi người thấy lấp lánh không? Đúng bánh bèo luôn, đúng chất của Trâm. Đẹp quá. So beautiful. Đẹp quá. Đây, thêm một cái thể loại nữa. Cái này là đeo đủ tâm ngón luôn nha bà con. Đeo như là cái cây treo đồ luôn. Cái này là đeo đủ như cây treo đồ luôn. But both hands. Both hands.
Yes, four times you have to wear. Everything. Everything. If you do everything, you have to wear traditionally. That Indian group. My way. You have to wear everything. ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है इनके साथ थोड़ी फिटिंग करा देंगे ये सब जो कड़ियां है ना मीट थाई वन राइट फिट करवा देंगे ये साइज बिगर साइज आते हैं इनका तो बहुत अच्छा लगा यू हैव टू अप्लाई एंड दैट देन रेड नेल पेंट आल्सो कि नहीं बस हम नेल पेंट यू हैव टू अप्लाई इज इट रेड Wow. Red green elephant leke aja. This is. This is red green elephant. I think this is loose. It should be just like this. Yeah, because my hand is small. Yeah. Glitter red green. He's saying that he will make it fitted to you. Yeah. यही डिजाइन है क्या और भी? डिजाइन तो बहुत है पर ये डिजाइन बहुत कुछ. What yeah? What up, long? This is only one. Yeah. Oh. No. Ha, it is only one. Only one. Cái này là đeo một ngón, cái này là đeo đủ năm ngón nè bà con. Five. So, right hand you wear this, left hand you wear this. Yes. Mix, mix. Hay nữa. आपके पास क्या डॉल है? जो आपको चाहिए. मैंने जो दिखाया वो सब फिटिंग में बहुत अच्छे रहेंगे. आपको पूरा hội đeo vàng. Đây là hội đeo vàng. Hey. This much better. Yeah. This one is much better than that. Các bạn thấy không? Đã chuẩn bị cho một kỳ Tết lễ hội But của Ấn Lạc. But fitting wala hoga then. Ye to ye na chore wala. Đẹp quá, đẹp quá. Cái này đẹp hơn. Tập tất cả vào cái đồ kia. Trời ơi, đây em bé Ấn Độ tương lai của tôi. Hello. Namaste. As a language for the tour. How many months? ये वहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा सिंगर है क्या? Hello. Hello. मैंने म्यूजिक सीखा हुआ है। मैंने म्यूजिक सीखा हुआ है। रोलैंड वगैरह ये सब कुछ पैड्स वगैरह। ये रूम शो क्यू। Hello. Baby. Girl. She's conscious actually. Because of you. भैया दिखा रहे थे उधर। That's why she was watching. एक गले की चेन देना। cái này là bindi yes. Đó, cái này gọi là người ta gọi là bindi đủ thứ màu luôn đã đủ thứ màu dán bây giờ là dán công nghiệp còn cái này là đó cho nó mua cái này nè ready to sing ready to move các bạn thân mến sau một buổi lựa chọn thì đây là chiếc loại phẩm của Trâm hai bộ dòng xi men cái đeo mũi cái đeo đầu với cái dáng mình đi à. This is my shopping box. Yes. Shopping product. Diwali shopping is done.